Tôi chỉ là một cô đào hát. Ước nguyện của tôi là sân khấu cải lương, được hàng đêm sáng đèn, chứ không phải là để nằm trong chỗ bảo tồn. Chắc là tôi không thể tham gia được. Vậy chị tới đây tìm tôi có việc gì? Anh Kim nói là hội của anh có chức năng tổ chức biểu diễn sân khấu, cho nên tôi định nhờ anh giúp cho đoàn hân thu của tôi được đăng ký biểu diễn tại rạp Đồng Quan trong thời gian đoàn đang nằm chờ để sở cấp giấy phép. Tưởng gì, chứ chuyện đó thì đơn giản thôi. Chị cứ diễn núp dưới bóng của hội tôi là được rồi. Nếu được như vậy thì tốt quá. Xin lỗi anh, mong anh cho biết chi phí bao nhiêu để mình có thể ký hợp đồng luôn. Có gì lớn lao đâu chị, tụi mình cùng là dân mê cải lương mà, giúp nhau là chính. Tôi chỉ lấy tượng trưng thôi, 50 triệu chị nha. Trời đất quỷ thần ơi, sao mà nhiều tiền dữ vậy chị? Biết như vậy rồi, nhưng mà mình nhờ người ta thì phải chịu thôi chứ biết làm sao hả em. Chị nên suy nghĩ kỹ lại đi. Nếu như mà nhắm không nổi thì giải tán đoàn hương thu đi chị, chứ chị cứ như vậy hoài thì làm sao mà chịu nổi. Em ở trong nghề, em cũng biết rồi đó. Mình lập một cái gánh hát thì rất dễ, mà giải tán rã một cái gánh là cực kỳ khó em à. Còn bao nhiêu đời sống của anh em trong đoàn, họ phải sống làm sao đây? Chị cố gắng á thì sẽ nhắm được bao lâu hả chị? Ráng thôi, duy trì đến đâu thì hay đến đó em à. Bao nhiêu tài sản của chồng chị để lại, chị đã bán hết để mà lo cho Hương Thu. Sao chị không nghĩ tới cuộc đời của chị sau này hả chị Hoa? Tương lai của chị đã gắn liền với Hương Thu rồi. Chị chỉ mong làm sao chị làm tròn trách nhiệm của một người bầu gánh đối với anh em trong đoàn thôi em. Như vậy là cũng đủ vui rồi. Còn Giang Phượng thì sao? Sao chị không nghĩ đến tương lai của nó? Tài sản của chồng chị để lại, nó cũng có một phần trong đó mà. Chị cứ mãi miết lo cho Hương Thu, sao chị không nghĩ tới nỗi buồn của nó hả chị? Chị có lỗi với cha con Giang Phượng nhiều lắm, nhưng mà Hương Thu là tài sản của chị, chị cũng giao lại cho Giang Phượng. Chị muốn cho nó hiểu chị và lo lắng cho Hương Thu giống như chị vậy. Mắt tao với mày đu sợi dây này nghe. Đu dây thì của Cascader, chứ tướng tá như mày á, ai giao cho đu luôn mà sợ. Mày đừng có khi dễ tao nghe. Lát nữa tao rảnh á, tao xin đu thử cho mày coi. Biết đâu hả, người ta mời tao đóng vai chính luôn á con. Trời, đóng quảng cáo mà cũng mời vai chính làm gì. Ra Giáng Phượng cũng giống như Phương Đại Sơn, bỏ đài hát Hương Thu về đây để đóng quảng cáo. Giáng Phượng vừa là đạo chính, vừa là con ruột, mà bỏ đoàn để quay quảng cáo vậy, biểu làm sao cô Hoa không khốn khổ sao? Bó tài. Ủa, hai anh cũng đóng quảng cáo hả? Đóng quảng cáo á, vừa được nổi tiếng, vừa có tiền, cho nên tôi mới bỏ má tôi thân sơ thất sở bắn chú chiên ngoài xứ biển mà chạy về đây để tham gia nè. Anh nói vậy là sao? Thì tôi nói vậy đó, ai có tịch thì rục rịch à. Anh... Ủa, bộ người ta tự bay luôn hả? Không cần Cascader hả? Nè, người ta là diễn viên nổi tiếng, đâu có cần cách cái đơn.
Có giỏi thì tự đóng mới hay. Ừ ha. Người ta bây giờ nổi quá rồi, phải nổi cho tới bến luôn chứ. Siêu sao sẹt mà. Anh đạo diễn, anh khỏi cần kêu cascader, em bay luôn. Vậy thì tốt quá, chuẩn bị quay luôn. Nói được thì làm được đó nghe. Dĩ nhiên. Ê, bộ dán phụ bay thiệt hả? Thì người ta làm được, người ta mới nói người ta làm. Nhưng mà dán phượng đâu phải cascader đâu. Người ta là diễn viên nổi tiếng, mày lo làm cái gì? Câu đi. Cẩn thận. Xong, sẵn sàng. Diễn. Bị té đang nằm trong phòng cấp cứu á. Trời đất ơi, dì ơi có sao không dì? Dì không sao đâu, cảm ơn con nghe. Để dì vô coi nó sao. Dạ. Ê, Giáo Phượng sao rồi? Đang nằm trống á, không biết có sao không nữa. Công nhận mày khỏe thiệt á. Sức mạnh của tình yêu có khác ha. Mày đang nói nhảm gì vậy? Mày giấu được ai chứ làm sao mày giấu được tao. Lúc Giáng Phượng rơi từ trên cao xuống á, mày chạy tới bay tới như là siêu nhân vậy đó, cứu Giáng Phượng. Chỉ có lúc thập tử nhất sinh đó, tình cảm của con người ta nó mới lộ ra ngoài. Thì tao... Tao làm sao? Tao cứu Giáng Phượng á, chỉ vì Giáng Phượng là con của dì Kim Hoa thôi. Đừng có ngụy biện. Mà cũng chỉ vì hai đứa mình nói khích nên Giáng Phượng mới ra nông nổi như vậy đó. Ngay cái lúc đó đó, mày có kịp nghĩ ở trong đầu mày ra bao nhiêu thứ như vậy không? Cứng họng rồi phải không? Mày có tình cảm với anh ta thì nói đại đi cô ơi. Giáng Phượng sao rồi dì? Nó không có sao. Bác sĩ nói nó sợ quá cho nên bị ngất. Nhưng mà phải nằm vài tiếng đồng hồ để coi có biến chứng gì không. Vậy thì yên tâm rồi hen. Ây dạ. Thôi, hai đứa vô thăm nó đi. Dạ thôi khỏi. Ủa, bị sao vậy? Dạ không có gì. Trời ơi, Giáng Phượng không sao là mừng rồi. Vậy thôi, tôi còn xin phép để về đoàn phim làm việc tiếp.
Tụi con sẽ tới thăm Giáng Phượng sau gì à? Dạ. Dì cảm ơn hai đứa con nha. Phi à, không có con, dì không biết Giáng Phượng của dì nó sẽ ra sao nữa. Tội nghiệp Giáng Phượng, không có Hoàng Phi thì Giáng Phượng đâu có thế thi thảm như vậy đâu dì ơi. Ôi dạ. Ủa, hai đứa này nó bị gì vậy cả? Chị cho Giáng Phượng nó đóng những cảnh nguy hiểm làm gì vậy? Cũng may là nhỏ không sao à. Rồi mà nó bị cái gì thì chị tính sao đây? Nó tự đi tìm show để đóng quảng cáo, chị có muốn cản nó cũng đâu có cản được. Tới khi thằng Hoàng Phi nó cho hay á thì chị mới hết hồn. Tới bây giờ vẫn còn lo lắng đây nè. Cái nghề nào thì nó cũng có đặc thù riêng của nghề đó. Giáng Phượng nó là diễn viên cải lương, cho nó đóng những cảnh nguy hiểm làm sao bằng được những diễn viên chuyên nghiệp. Trời đất ơi, em khuyên chị nên khuyên con Giáng Phượng á, nó chú tâm vào cái nghề nghiệp và phát triển nghề của mình ở trên sân khấu Hương Thu thì mới phải. Chị cũng khuyên nó giống như em vậy đó. Nhưng mà em thấy rồi đó, bây giờ Hương Thu đang gặp khó khăn, đâu có mở màn biểu diễn được đâu. Diễn viên, nghệ sĩ thì đi ở ngoài làm kiếm thêm, chị cũng không có kiểm soát được hết nữa. Mà có muốn cản nó không cho thì cũng không nỡ em à. Em hiểu, chính vì vậy mà em tới đây muốn bàn với chị một việc nè. Có việc gì thì em cứ nói, nhưng mà em giúp đỡ tiền bạc là chị không có nhận đâu nghe. Hôm rồi á, em đã cho chị mượn đi cứu cánh Hương Thu, số tiền đó đến bây giờ á chị vẫn chưa trả hết được nữa, ái nái gần chết nè. Em đến đây bàn với chị một việc, em muốn đầu tư vốn vào cho Hương Thu. Em muốn đầu tư bằng cách nào? Em muốn đầu tư vốn của mình vào Hương Thu, còn chị, chị điều hành Hương Thu để sinh lãi, còn lời lỗ thì cứ theo phần trăm số vốn của em đưa vào. Bây giờ mà em đưa tiền cho chị thì cũng như là em cứu cánh cho Hương Thu. Nhưng mà em thấy rồi đó, việc giật dậy gánh Hương Thu rất là khó khăn. Mà nếu như vậy thì phải mất một thời gian dài, chỉ có lỗ mà không có lời. Em biết, nhưng em biết chị là một trong những người hết lòng lo cho cải lương. Hãy xem như chị hãy cho em góp một phần công sức cùng chị để mà lo cho cải lương, có được không chị? Giáng Phượng té như vậy chắc đau lắm hen. Ừ. Mình là con trai, té như vậy còn đau, huống chi là con gái. Ừ. Mà sao tao thấy Giáng Phượng nó tội tội thì sao mày ơi? Ừ. Mà sao tao nói cái gì mày cũng ừ hết trơn vậy? Chị nói gì bây giờ? Nếu không có hai thằng mình nói khích thì Giáng Phượng đâu có té, đúng không? Ừ. Nhưng mà ai biểu Giáng Phượng ham đi đóng quảng cáo mà bỏ đoàn hát làm gì? Tụi mình nói cũng đâu có sai. Ừ. Nhưng mà lúc đó tao hăng quá, cho nên cũng hơi nặng lời. Bây giờ tao đang hối hận đây nè. Tao cũng vậy. Xét cho cùng á thì Giáng Phượng cũng chỉ vì cuộc sống mà thôi. Ừ. Đời nghệ sĩ khổ thiệt á. Để được vinh quang thì đôi lúc người ta phải đánh đổi biết bao nhiêu thứ, cả về vật chất lẫn tinh thần. Mày không thấy á, là tụi mình cũng đang lao vào cuộc sống của những người nghệ sĩ hay sao? Rồi cũng có một ngày, biết đâu tụi mình cũng sẽ có số phận như là Giáng Phượng hay Phương Đại Sơn chẳng hạn. Nếu là tao, tao sẽ không như vậy. Nếu cuộc đời nghệ sĩ là như vậy, tao dứt khoát bỏ nghề. Ai cũng có thể nghĩ như mày hết á, nhưng một khi đã bước vào guồng của cuộc sống đó rồi á thì rất khó để bước ra. Đôi lúc nó không còn là nghề nữa, mà phải gọi là nghiệp mới đúng.
cười cho tình đổi trắng thay đen như lòng người bạc béo. Và ta khóc thương cho thân phận của chúng mình. Sao mà nó chịu cảnh gian truân mấy năm trời, tình nghĩa đậm đà biết bao, trong thoáng chốc bỗng chia tay. Bây giờ thì tất cả đều đổi thay. Còn đâu mơ ước một thời, tuổi xanh bay bóng mất rồi. Lòng muốn quên vẫn thấy ngậm ngùi, vẫn nghe sầu mang mang. Anh cười lên đi, cười mạnh lên, sẽ hết buồn ngủ à. Cười nhẹ nhẹ thôi, bắt anh cười mạnh quá nó nhăn mặt cười vậy được không? Thấy gớm quá à. Gớm vậy mà yêu người ta mới chết chứ. Trời, ai thêm yêu. Nè, đừng nói không yêu không, đúng không? Ừ. Tôi bỏ đừng hối hận nha. Giỡn mặt với tôi hả? Giáng Phượng gọi cho anh nè. Gì nữa đây? Phước hay là quà, em nghĩ coi. Uống nước đi, đừng liếc. Trời ơi, mắt liếc dữ quá. Alo, gì đây? Có gì không em? Anh bận lắm hả? Anh bận lắm, trời ơi, lúc này anh bận dữ lắm. Em thông cảm giùm cho anh nghe, khi nào rảnh đến anh thăm em. Anh muốn em thông cảm cho anh tới bao giờ đây? Trời ơi, thì bây giờ thông cảm đi. Chừng nào khi anh rảnh anh tới thăm em liền ha. Đang làm gì vậy hả? Em đang xem anh đóng trên băng video vai một người tình chung thủy. Mà em thấy anh diễn vai này trên màn hình đạt hơn con người thật của anh ở ngoài đời. Gì đây? Giờ muốn trách móc cái gì đây? Tôi đang làm việc mệt lắm đó nha. Bởi vậy trách móc vậy thì tôi bực bội, tôi chán, tôi không đến gặp lại vậy đó. Nếu anh hiểu em thì em trách móc để làm gì? Mà đối với anh, em có trách móc bao nhiêu đi nữa cũng đâu có ý nghĩa gì đâu. Thôi nha, đủ rồi nha. Tôi nghe cái trò này á là hình như là tôi ớn tới cực cổ của tôi luôn rồi đó. Dẹp qua bên đi, bực bội lắm. Bye bye nha. Gì vậy? Khoái lắm rồi cười. Trời ơi. Người ta nói mối tình nghệ sĩ rất giống phai tàn. Sau 2 năm cùng sánh đôi với nhau trên sân khấu, dù Phương Đại Sơn không công nhận chuyện tình của anh và Giáng Phượng với công chúng, nhưng cuối cùng anh cũng phải cay đắng nhận ra rằng đã đến lúc anh phải chia tay với Giáng Phượng. Vì tính hay đổng đảnh và hờn ghen của cô. Ủa, Phương Đại Sơn và Giáng Phượng chia tay nhau thiệt hả? Sao không biết? Thì nè, báo chí đăng tin nè. Anh Phương Đại Sơn đẹp trai như vậy mà chị Giáng Phượng nở lòng nào phụ bạc ảnh. Tội nghiệp anh Phương Đại Sơn quá. Rảnh quá ha, chuyện người ta tự nhiên đi tội nghiệp. Em là fan của anh Phương Đại Sơn mà. Chuyện của ảnh á cũng là chuyện của em. Chuyện này á chắc chắn phải có người thứ ba xen vô phá hoại. Ai là người thứ ba vậy ta? Nè, có thiệt là con không biết gì không? Con đã nói là con không biết thiệt mà. Chuyện của hai người đó dính dáng gì tới con? Giáng Phượng chia tay Phương Đại Sơn thì chắc chắn Hương Thu đã khó khăn, lại càng khó khăn hơn. Ê cha, tội nghiệp con Giáng Phượng, mới vừa bị tai nạn rồi bây giờ lại mang tiếng là phụ tình. Con nhìn vậy là có ý gì? Con thấy hai người phụ nữ trong nhà này đúng là rất cao cả,
chuyện tình cảm nghệ sĩ người ta mà gì với bé tím lo lắng hơi bị nhiệt tình nữa. Hả? Thằng này, ăn đi. Ăn đi. Mới dàn dựng vợ mới mà gặp cái chuyện này, coi như là đoàn mình gặp rắc rối lớn rồi đó anh. Cái chuyện sao hả chị? Có thật là Giáng Phượng chia tay với Vương Đại Sơn không chị? Tôi cũng đâu có biết đâu. Mấy ngày nay Giáng Phượng nó bị tai nạn nằm ở nhà, không thấy Vương Đại Sơn tới thăm, cũng không biết chuyện đó là hư hay thật nữa. Nhưng mà thôi chị đừng có lo. Biết đâu cái chuyện này tạo scandal để người ta chú ý tới Giáng Phượng thì sao? Tôi là mẹ nó mà, đâu thể nào đem con gái mình ra tạo scandal hả anh? Xin lỗi chị, tôi không có ý đó. Tôi không có ý là tạo scandal giữa Giáng Phượng với lại Phương Đại Sơn. Tôi... À, cái chuyện nhỏ nhăn này là chuyện thường ngày xảy ra trong nghệ sĩ mà. Chị đừng có lo lắng chi cho mệt, chị ha. Trời ơi, ta hiền lành vậy đó mà phụ tình người ta thì được à? Ờ, sao kỳ vậy, chắc có gì đó bà ơi. Ai biết được đâu, nhưng mà báo chí nó lên rùm beng này kìa. Tôi nghĩ là có gì đó chứ hai người thấy thấm thiết lắm mà. Ừ, mới nói, mà không biết là sao, không biết nữa. Ủa, cái gì vậy? Coi, dạ, coi kìa. Trời ơi, cái chuyện của Phương Đại Sơn với... Tôi đã cố gắng hết sức để cho đoàn có thể mở màn, nhưng mà toàn là gặp cái chuyện gì đâu không. Có nhiều lúc tôi nghĩ hình như là tổ nghiệp không còn thương tôi nữa anh. Kìa chị, tổ lúc nào cũng thương người có tâm. Chị có tâm yêu nghề, mến nghề như vậy á, thì tổ lúc nào cũng thương chị mà. Chị đừng có lo nha chị. Dì quá, dì có đọc tờ báo hồi sáng chưa? Dì đọc rồi. Trời ơi, con thấy á, cái chuyện tình cảm của anh Phương Đại Sơn á với Giáng Phượng có chút xíu à. Vậy mà không biết nhà báo nào á, nó rảnh ghê luôn vậy á. Trời ơi, nó làm lớn chuyện lên, còn đăng lên trên báo to nhất nữa. Cô Thanh ơi, tôi thấy như vậy nè cô. Dạ. Tôi nghĩ là chuyện ai người đó lo. Dạ. Cái chuyện của cô là chuyện tập tuồng kìa. Trời ơi, con biết rồi. Cái chuyện tập tuồng để chút nữa. Con nói chú nghe nè. Chú thấy không, anh Phương Đại Sơn á, là người ông bướm. Trời ơi, ảnh quen với mấy cô á, có cô nào được lâu đâu. Mà con tội, tội cho Giáng Phượng. Con sợ á, cổ tưởng đâu á cái chuyện này á, scandal á, cái cổ sẽ được á, nổi tiếng. Nguy lắm chú Tấn ơi. Ủa cái miệng chú sao vậy? Tôi thấy cái mỏ cô tôi mỏi quá. Con cũng mỏi nữa. Để dành hơi lên tập tuần đi. Ờ. Đi đi. Quên, anh đi ra. Ê, đọc tôi nghe coi. Ờ, đọc cái gì nữa? Thôi, chút nữa rảnh rồi. Ừ. Trời ơi, đọc lên đi. Hả? Tôi phải nhìn hình được rồi. Trời ơi, mấy chị rảnh quá. Trời ơi, giờ này không lo tập tuồng đi. Bua cái đám làm gì vậy? Đọc báo hả? Hay ho gì mà bua cái đám đọc vậy? Bởi tối ngày cái đoạn hát này hỏi sao mà không bán vé được. Mà nè, lo tập phần của tôi thôi nghe. Còn cái bà mà ngồi sau trong báo của mấy người coi á, tao lo cái chuyện scandal hết trơn rồi. Không có ai tập đâu. Bọt sức. Đó, không kể cũng bị la đó, thấy chưa? Anh muốn nổi tiếng thì tự tạo scandal cho mình, đừng lôi tới vào cuộc như vậy. Khổ quá. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Trời ơi, anh không hề đưa thông tin cho báo chí. Vậy không biết làm sao họ có tin. Tự nhiên họ đăng lên ị xèo như vậy, làm sao đủ thừa anh được chứ hả? Anh diễn cái vai bị quan cũng giống lắm á. Em có thấy mọi người nhìn mình không? Trời ơi, anh đâu có ngu. Tự nhiên đi nói ba cái chuyện của mình ra, rồi nói như vậy để cho người ta cười mình hả? Còn tôi thì sao? Anh dựng cho tôi một hình ảnh là một người con gái phụ tình như vậy thì vinh dự cho tôi lắm à. Bây giờ anh có nói cái gì em cũng không tin, có giải thích gì em cũng không tin, có nói cũng bằng trời cũng không tin. Mà kệ đi, chẳng cần phải giải thích nữa. Được thôi, coi như là tôi sẽ làm đúng như gì anh nói với báo chí.
mình đừng gặp nhau nữa. Nè, cái này là em quyết định nha. Em quyết định nha. Được, sau này em đừng hối hận, em đừng có hối tiếc. Em cung cấp thông tin cho báo chí phải không? Em chỉ nói cho báo chí nghe sự thật thôi. Nhưng Giáng Phượng hiểu lầm anh. Làm như vậy á là để tạo scandal đánh bóng tên tuổi của mình. Scandal lần này làm cho mọi người ai cũng biết tới Giáng Phượng. Vậy là cô ta lời quá rồi còn gì. Em làm như vậy á mà không nói cho Giáng Phượng biết trước là xúc phạm tới cô ta rồi. Anh sao vậy? Hôm qua thì anh bực bội với Giáng Phượng, hôm nay á thì bên cô ta, nghĩa là sao? Dù sao á, Giáng Phượng cũng là con của dì Quá, anh còn gì ở đoàn Hương Thu, phải để nang mặt mũi của Giáng Phượng một chút chứ. Thì ra anh sợ mất cái vai kép chánh trong đoàn Hương Thu à? Không phải anh sợ, nhưng mà cũng phải nể nang nhau một chút. Anh nói đi, cái con nhỏ Giáng Phượng á, ngoài việc nó con của bà Bầu Gánh ra thì nó còn làm được gì cho anh? Nó có mua chiếc xe hơi đời mới cho anh hay không? Nó có đàm phán để cho anh đóng nhiều phim rồi nổi tiếng hay không? Anh cần làm live show thì nó có bỏ tiền ra cho anh không? Anh biết những chuyện đó Giáng Phượng không thể làm được cho anh. Vậy thì ai làm được điều đó cho anh? Chỉ là em. Biết vậy sao còn trách em? Em làm tất cả là vì anh, vì anh mà thôi. Anh biết là em đã giúp đỡ anh rất nhiều. Vậy cảm ơn bằng cách nào đây? Xả liền đi. Rồi tôi mới gọi rồi. Khổ thiệt. Ngồi xuống đây Lu. Dạ. Mày hát cái kiểu gì vậy Lu? Dạ. Con vợ tôi cái gà hay lắm, tại ngẫu đài nó đạp tôi ra. Con run quá, con hát không được. Chết rồi. Thiệt tình à. Thôi mà nó cũng rối như lắm rồi, anh đừng có la nó nữa. Thank you.
lời mẹ ru, lời mẹ hát từng ngày, câu ca dao đó qua bao đời mà dường như còn mãi đây. Ta sống trong phồn hoa với bao điều mới lạ, có khi quên mất rằng bao thứ cha ông để lại là điều thiêng liêng thật quý giá. Có mấy ai còn nghe tiếng sông loan gõ nhịp, tiếng đàn cò reo rắc vào tim giữa nơi phố thị đã đoan. Chớ quên lời mẹ ru, dẫu qua bao ngàn thu, dù tương lai mai sau vẫn muôn sắc màu. Xa thật xa, giữ cho tâm hồn ta một nét riêng của chính ta. Có đi một ngàn xa, biết bao nhiêu điều là chỉ có quê hương là đáng yêu. Nét riêng trong hồn ta sẽ không bao giờ phai, vẫn luôn còn mãi. Hồn Việt Nam. Chưa quên đời này dù qua bao ngàn thu, dù tương lai mai sau vẫn muôn sắc màu. Hãy vươn ra thật xa, giữ cho tâm hồn ta một nét riêng của chính ta. Có đi một ngàn xa, biết bao nhiêu điều là chỉ có quê hương là đáng yêu. Nét riêng trong hồn ta sẽ không bao giờ phai, vẫn luôn còn mãi. Hồn Việt Nam. Anh Đô chưa phát lương cho tụi mình mà, sao lại bỏ về vậy? Chắc là chú tao quên á. À, có gì mai tính cũng được mà. Tiền bạc á là phải rạch rồi, chứ sao lại để mai tính. Mà nếu để mai tính á thì cũng phải nói người ta một tiếng chứ. Ngang ngược quá. Tao cũng không có biết nữa. Thôi để tính sau đi. Tới kìa. anh để em. Thằng này giỏi mày. À, mấy đứa về sau nghe. Anh Khánh. Dạ anh chưa phát lương cho tụi em. Cái gì? Lương gì? Dạ lương gì? Lương đêm nay của tụi em diễn. Này nha, lần này anh cho nhóm đi đánh đàn, làm quen sân khấu. Làm gì mà có lương? Tụi em đánh đàn trên sân khấu không biết bao nhiêu lần rồi anh. Tụi em đâu có cần phải làm quen sân khấu nữa đâu anh. Biết gì? Anh là người quản lý nhóm, thay mặt bồ đô. Anh nói sao thì nghe vậy đi. Nhưng... Thôi anh, bỏ qua đi. Anh tính lại giùm. Chứ làm như vậy, tội tụi em lắm. Nè nè, nhìn nè, đây là tiền thưởng dành cho mấy đứa. Đó, cầm đi. Bao giờ mà anh thấy nhóm đủ sức thì anh mới tính lương sau. Ok. Nè, anh Khánh. Anh là người lớn mà, sao cứ xử kỳ cục vậy? Tôi là người quản lý nhóm, thay mặt cho anh Bầu Đô. Trong hợp đồng đã ghi rõ tôi là người toàn quyền quyết định. Việc biểu diễn cũng tôi quyết định, và giá cả cũng là tôi quyết định. Giờ sao? Các cô, các cậu có muốn đi diễn không? Sao? Hay là muốn thích thì tôi cho đi, còn không thích tôi cho ở nhà. Em nói đi. Dạ, tụi em chỉ có ý kiến vậy thôi, chứ mọi việc là tùy thuộc vào anh. Đó, thấy chưa? Bây giờ ông là đuôi chuột ra rồi đó.
chú Đô đối xử với tụi mình tệ lắm luôn á. Thật sự bây giờ tao cũng không thể bên ổng được nữa. Nguyên, Nguyên có ý kiến gì không? Nguyên thấy đúng là chú Đô đối xử với tụi mình hơi tệ. Nhưng hầu hết mấy người quản lý đều làm như vậy với những nhóm nhạc mà họ quản lý. Cái này á, gọi là bóc lột người ta, chứ quản lý cái nỗi gì. Các nhóm nhạc đều biết điều đó, nhưng muốn đi lên thì phải cắn răng mà chịu đựng. Tụi mình đã sai rồi Nguyên à, nhưng bây giờ muốn rút lại á thì lại kẹt hợp đồng kia kìa. Tụi mình học hành có đóng tiền cho ổng hẳn hoi đàng hoàng. Ổng dạy không nên thân thì mình bắt ổng đền hợp đồng. Mắc mớ gì tụi mình đâu làm gì sai đâu. Mày mới nói gì vậy? Đóng tiền gì? Hợp đồng gì? À, không, nó không có nói gì đâu. Không có đóng tiền gì hết á. Mày nói đi, đóng tiền gì vậy? Bao nhiêu? Không có nói được, không không không. Hơn nghĩ á, trước sau gì tụi mình cũng phải nói cho nó biết. Bây giờ lỡ rồi, nói cho nó biết luôn đi. Nói rõ cho tao biết đi, chuyện gì vậy? Ông Đô đòi học phí cho cả nhóm mình là 4.000 đô. Trời, 4.000 đô. Thảo Nguyên với Khải á, xin tiền nhà ứng ra đóng trước cho cả nhóm rồi. Em sợ anh không chịu theo học nên mới nói dối anh là chú Đô trừ vào tiền cách xe sau này của nhóm. Mọi người đã sai lầm rồi, và tôi cũng sai lầm khi chịu ý của mọi người. Thực chất ông Đô không có trình độ để dạy tụi mình. Những thứ dớ dẫn mà ông ta bày ra chẳng qua là để gạt tiền, gạt những người như tụi mình mà thôi. Tao xin lỗi. Không có chuyện lỗi phải gì đây hết á. Điều quan trọng là thoát khỏi tao ông Đô, càng sớm càng tốt. Tao chỉ sợ điều đó không dễ dàng gì đâu. Cuộc giao dịch hay hợp đồng gì đó cũng phải đều có cái giá của nó. Tụi con để làm mất ưu thế hết trơn, bây giờ phải tìm cách tháo gỡ nó chứ. Nhưng Thảo Nguyên và thằng Khải lỡ chồng tiền cho ông Đô rồi, con cũng phải góp phần trả nợ 1.000 đô đó. 1.000 đô không phải là quan trọng. Nếu con cần á, chú cho con mượn 1.000 đô trả cho các bạn của con. Con cảm ơn chú, nhưng con sẽ tự mình kiếm tiền để trả lại cho Thảo Nguyên. Điều con muốn nói là làm cách nào để đòi lại số tiền từ tay ông Đô kìa. Tụi con đã ký hợp đồng, để kẻ hở quá lớn đã làm cho ông Bầu Đô lợi dụng tụi con. Bây giờ á, phải tìm cách rời khỏi ông ta, chứ đừng có nghĩ gặp ổng đòi tiền lại để làm gì. Nhưng mà con tức quá. Ở đời ai cũng có những sai lầm, nhưng mà mình biết cách khắc phục sửa sai đó mới có ý nghĩa chứ con. Sửa sai bằng cách nào hả chú? Hey, con nên bình tĩnh đi. Bình tĩnh đi rồi con mới biết tìm cách để giải quyết được. Chứ giờ con nói như không sao giải quyết được. Thôi vô ly đi con. Nhớ. Rượu ngon ghê. Vì Trang mà biết con uống rượu hả, là con chết với dĩ luôn á. Chú đâu có mét dì Trang con đâu mà con sợ chứ. Chú có biết dì Trang con đâu đâu mét. Con cũng thần tượng dì Trang của con quá. Con thương dì Trang của con lắm. Chú biết không, dì Trang của con á, trước đây là một trong tứ đại mỹ nhân đó. Đẹp dữ vậy sao? Con là một phần của cuộc đời dì Trang. Dì Trang thương con nên con cũng thương dì Trang giống như là mẹ của con vậy đó. Còn chú? Không hiểu sao, từ lúc gặp chú
con có cảm giác rất là thân thuộc, rất là quyến luyến. Có chuyện gì khó khăn, con cũng muốn tìm chú để kể cho chú nghe. Cảm giác đó giống như chú là cha của con vậy đó. Chỉ cần một câu nói thôi, thì dù con có gặp khó khăn cách mấy, chú sẽ giúp cho con vượt qua tất cả.